Em muốn nhất đến sư trí đức để sư điều phối chương trình và con kính dâng nhất đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính lễ Đại Đức Phật Càng. Xin chào chị Thiền Nam, tiếng nữ, thiền hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 37. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương công đức Tam Bảo. Bút thô ma hê si ả ra hằng ta tha gá tô lô cú ta mô sắp bá gá rù hí chê tha cô lô cá sá sá tha chá ná đâm mắc phù quý đồ hoành đà má hành tăng ná ra phù chá này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói trăng tôi thượng giáo chủ trí năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương pháp trần. Con xin vâng lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ quý giác tá sa sa thu nô lô ca nó mạnh thá sa quy na ca rô cô sắp anh nhu bút thấp bát ti phù thành nhát tù quanh đà má hành tầng nó ra phù. Trên này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như lai khơi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc dụng sinh đầy dựng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin là lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh khô quý số thô số gát tát sát sao quốc cô xích khà số ca mô quá rất thầm mắt xích thác cô niên đà bất sanh xa đi anh na đá rô quá rô hoành đà mắt hành tăng nó ra phù. Cha này giác cần tăng bảo tinh văn vật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Các tà nát tế giá tê chê nó sẽ kha mê ê thú quá ta năng ta xa bí a nú pha về nó sẽ hát xa dê nó sẽ trả tú cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc hành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ơn đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 37. Đu răng gáp mần e cá chắc rằng, đu răng gáp mần e cá chắc rằng, đu răng gáp mần e cá chắc rằng. Câu số 2. Asa ri rằng vũ hà sát dân, Asa ri rằng vũ hà sát dân, Asa ri rằng vũ hà sát dân. Đu rằng gác mần e cá chắc rằng, Asa ri rằng vũ hà sát dân. Đu rằng gác mần e cá chắc rằng, A sa ri rằng vũ hà sa dần. Đu rằng gấp măng e cắt chắc rằng A sa ri rằng vũ hà sa dần. Câu 3, câu 4. Ye chít tăng sa sâm giác mê sanh tí, Ye chít tăng sâm giác mê sanh tí, Ye chít tăng sâm giám mê sanh tí, Mốt khanh tí ma ra bành thá na, Mốt khanh tí ma ra bành thá na, Mốt khanh tí ma ra bành thá na. Rồi, câu 3, câu 4. Ye chít tăng sâm giám mê sanh tí mốt khanh tí ma ra bành thá na. Ye chít tăng sâm giám mê sanh tí ma mốt khanh tí ma ra bành thá na. Ye chít tăng sâm giám mê sanh tí mốt khanh tí ma ra bành thá na. Bây giờ ôn lại.
du răng răng măng e các chạy răng a sát vi răng ngũ hà sát răng dê chí tăng xâm giá mê xanh tí mốt canh tí mà rá bành thá nàng du răng răng măng e các chạy răng a sát vi răng ngũ hà sát răng dê chí tăng xâm giá mê xanh tí mốt canh tí mà rá bành thá nàng đu răng gấp măng e các chắc răng a sát rì răng u hà sát răng dê chít tăng xâm giá mê xanh thiếp mốt khanh thiếp ma ra bành thá na. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai, đu răng gấp măng e các chắc răng a sát rì răng của hà sa dần về chít tăng xâm giá mê xanh chí mốt khanh chí mà rắp bành thá nà. Đu răng gấp măng e các chắc răng a sát rì răng của hà sa dần về chít tăng xâm giá mê xanh chí mốt khanh chí mà rắp bành thá nà. Đu răng gấp măng e các chắc răng a sát rì răng của hà sẽ dần về chít tăng xâm giá mê sanh khi mốt khi mà ra bành thá nà. Như vậy là chúng ta có hai cách đọc ha. Rồi bây giờ qua dụng kệ một câu tam tự chúng ta chia làm hai và đọc một lần hai câu ha, để nó nương nhau. Nếu quý vị đọc từng câu một á, thì âm điệu nó không có nương nhau, nghe nó hơi khó nghe một tí, nhưng mà đọc được một lần hai câu thì quý vị thấy rằng âm thanh nó chúng ta điều phối, nó lên nó xuống và mình đọc xong mình nghe lại và cảm thấy là mình đọc hay . Còn nếu đọc từng câu một á, thì quý vị nghe cũng hay vậy, nhưng mà nó rời đàn. Đu răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng cu ha sa yang dễ chít tăng sấm ya mê san ti mô khan thi ma ra ban tha na. Đu răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng cu ha sa yang dễ chít tăng sấm ya mê san ti mô khan thi ma ra ban tha na. Đu răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng cu ha sa yang dễ chít tăng sấm ya mê san ti mô khan thi ma ra ban tha na. Chạy xa sống một mình không thân ẩn hang sâu ai điều phục được tâm thoát khỏi mà trói buộc. Rồi mời Siết Metta Siết Kiêm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 37 ạ. Đu răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu ha sa văn dê chích tăng xâm giá mét xanh tí mốc khanh tí ma ra bàn tha na. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đu trường âm thông thường, răng trường âm nhấn, gá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê trường âm thông thường, cá
chá là hai trường, là hai đoạn âm. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á xá là hai đoạn âm. Ri trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gú đoạn âm, ha trường âm thông thường. Xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đu răng ga măng, ê ca cha răng, á xá ri răng, bú hà xá văn. Và con xin phân tích câu 3 và câu 4. Dê trường âm thông thường, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xăm trường âm nhấn, giá đoạn âm, mét san hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, móc khan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, ban trường âm nhấn, thá đoạn âm, na trường âm thông thường. Dê chích tăng xăm giá mét san tí móc khan tí ma ra bàn tha na. Và con xin đọc lại cả bài. Đô răng ga măng ê ca cha răng a sa ri răng u hà sa văn. Dê chích tăng xăm giá mét san tí móc khan tí ma ra bàn tha na. Đô răng ga măng ê ca cha răng a sa ri răng u hà sa văn. Dê chích tăng xăm giá mét san tí mốc khan tí ma ra bàn tha na. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đu răng ga măng ê ca cha răng a sa ri răng u hà sa dần. Dê chích tăng xăm dạ mét san tì mọc khan ti ma ra bàn tha na. Dạ, con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót, xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Giang, các tu, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. 1, 2, 3. Ba người nghe rõ, vậy là tốt rồi đó. Ôi, bốn người, vậy quá tốt rồi. Âm thanh nghe rõ ràng ha. Ok. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 37 ạ. Ô, thêm người nữa ha. Ô, cảm ơn Quang Thanh nữa. Rồi, nghe rõ, nghe đây. Lắng nghe tôi trả bài nào nói sai cho biết nha. Bắt đầu đọc đây ạ. Kinh Pháp Cú số 37. Du răng gá măng ê cá chá răng a sa ri răng cú hà sa văn. Về chích tăng sầm giá mét sành tí mốt khanh tí mà ra bành tha nà. Du răng gá măng ê cá chá răng a sa ri răng cú hà sa văn. Về chích tăng sầm giá mét sành tí mốt khanh tí mà ra bành tha nà. Phân tích câu 1 và câu 2. Đu trường âm thông thường, ranh trường âm nhắn, gá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê trường âm thông thường, cá, chá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Á xá hai đoạn âm, y trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gú đoạn âm, ha trường âm thông thường, xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Du răng gá măng ê cá chá răng a sa ri răng gú hà sa văn.
Ye chích tăng sâm giám mét san tí mốc khanh tí mà ra bành thá nà. Đù rành gá măng e ca cha rằng a sa rì rằng cú hà sa dăng. Ye chích tăng sâm giám mét san tí mốc khanh tí mà ra bành thá nà. Phân tích câu số 3. Ye trường âm thông thường, không phải ye sợ. Chích trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sâm trường âm nhắn, giá đoạn âm, mes trường âm mes san hai trường âm nhắn, tí đoạn âm câu cúng cùi hay câu cuối cùng, mốt khanh hai trường âm nhắn, tí đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, banh trường âm nhắn, thá đoạn âm, na trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ye chích đăng sâm giá mét xanh tí mốt khanh tí mà ra bành thá nà. Đù rành gá măng e ca cha rằng a sa rì rằng cú hà sa dằn. Ye chích đăng sâm giá mét xanh tí mốt khanh tí mà ra bành thá nà. Đù rành gá măng e ca cha rằng a sa rì rằng cú hà sa dằn. Ye chích tăng sầm giá mét sành tí mốt khanh tí mà ra bành thá nà. Đù răng gà mạnh nê ca cha răng à sa ri răng gu ha sa dăng. Về chết tăng sầm giá mét sành tí mốt khanh tí mà ra bành thá nà. Đù răng gà mạnh nê ca đồ răn ga man e ca cha răng a sa ri răng gu ha sa yang ye chit tang sam ya me san te mok khan ti ma ra ban tha na đồ răn ga man e ca cha răng a sa ri răng gu ha sa yang ye chit tang sam ya me san te mok khan ti ma ra ban tha na. Chạy xa, sống một mình, không thân, ẩn, hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Đó, đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xong rồi ạ. Hồng Mai vỗ tay vỗ chân, Hồng Thị Kim Nhung vỗ tay vỗ chân, con Bích Tà không thấy, không thấy chữ, chắc nó biến mất rồi, Sa Thú Sách Hà. Không thấy sư cho vậy chân, mà sư post bài lên, tức là sư núp lùm đó. Sư con có sai gì không sư? Sư cho con biết nữa sư. Quý vị thấy tôi có sai gì không? Quý vị cho biết nha. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa. Nhất là cảm ơn quý vị đã vỗ tay vỗ chân vui lắm đó. Cảm ơn. Chúc quý vị một ngày ăn vui. Mời quý vị kế nha. Good luck. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 37 ạ. Du rằng ga măng e ca cha rằng a sa ri rằng gu ha sa yang ye chi tang sam ya me san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Đu răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu ha sa yang. Ye chi tang sam ya me san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Đu là trường âm thông thường, răn là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê là trường âm thông thường, cá, chá là răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, xá là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Du rang ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang. Câu 3 và câu 4 ạ. Dê là trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, mes san là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mốc khan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Ye chi tang sam ya ma san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Du rang ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang. Ye chi tang sam ya ma san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc? Dạ con xin kể ạ. Du rang ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang de chit tang sam ya me san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Du rang ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang dê chít tăng xăm và mê san ti mốc khăn ti ma ra bánh tha na. Dạ con đã kể và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ thân mời Thiện Vũ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 37. Du rang ga mang e ka cha rang a sa ri rang ku ha sa yang. Ye chit tang sam ya met sanh ti mok khanh ti ma ra banh tha na. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Du, trường âm thông thường. Răng, trường âm nhấn. Giá, đoạn âm. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê, trường âm thông thường. Cá, chá, hai đoạn âm. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, xá, hai đoạn âm. Ri, trường âm thông thường. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gú, đoạn âm. Ha, trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Giăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đu răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng cu ha sa giăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Dê, trường âm thông thường. Chít, trường âm nhấn. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xăm, trường âm nhấn. Giá, đoạn âm. Mét, xanh, hai trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Mốc, khanh, hai trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Ma, trường âm thông thường. Rá, đoạn âm. Banh, trường âm nhấn. Thá, đoạn âm. Na, trường âm thông thường. Dê chít tăng xăm gia mét xanh tí mốc khanh tí ma ra banh tha na. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 37. Du răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng cu ha sa yang. Dê chít tăng xăm gia mét xanh tí mốc khanh tí ma ra banh tha na. Du rang ga mang e ka cha rang a sa ri rang vu ha sa yang. Ye chit tang sam ya met sang ti mok khan ti ma ra banh tha na. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi
ma trói buộc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Phật Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sàng Khà, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ là Chư Đức, Chư Tôn, Đức Tăng. Con chào các cô tu nữ và đạo tràng, con xin chào bạn. Du ran ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang ye chit tang sam yat ne san ti mok khan ti ma ra pan tha na du ran ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang ye chit tang sam yat ne san ti mok Kanti Mara Bantana. Du trừng âm thông thường, ran trừng âm nhấn, gá đoạn âm, măng trừng âm đọc theo giọng nguyên âm, e trừng âm thông thường, cá trá hai đoạn âm, răng trừng âm đọc theo giọng nguyên âm, á xá hai đoạn âm, vi trừng âm thông thường, răng trừng âm đọc theo giọng nguyên âm, gú đoạn âm, ha trừng âm thông thường, xá đoạn âm, dân trừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Du răng ga măng e ca cha răng a sa vi răng gu ha sa dân. Dê chít tăng sam ya na san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Dê trừng âm thông thường, chít đoạn âm, trừng âm nhấn, chít đoạn trừng âm nhấn, tăng trừng âm đọc theo giọng nguyên âm, sam trừng âm nhấn, giá đoạn âm, mes trừng âm, mes san hai trừng âm nhấn, tí đoạn âm, mok trừng âm nhấn, khan trừng âm nhấn, tí đoạn âm, ma trừng âm thông thường, giá đoạn âm, ban trừng âm nhấn, thá đoạn âm, ma trừng âm đọc theo giọng, na trừng âm thông thường. Ye chit tang sam yas me san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Du ran ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang. Ye chit tang sam yas me san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Chạy theo sống một mình không thân, ẩn hang sâu, ai đều phục được tâm thoát khỏi mà trở được bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu con sách kệ. Duranga mong e ka cha rang asari rang guha sa yang ye chitang sam yas na son ti muk khan ti ma ra ban tha na. Dạ con có sai, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin trao mic lại cho vị kế tiếp. Sa con kinh kính đảnh Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính quý sư hiện diện trong đoạn, kính lễ quý bà, quý cô, tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin đọc ba câu pháp cú 37. Du rang ga mang e ka cha rang a si ri rang gu ha sa yang je chi tang sam ya mak san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Du rang ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang je chit tang sam sam mai sam ya mai san ti mok khan ti ma ya ba ban tha na. Con xin phân tích câu 1 và câu 2.
Du rang ga mang e ka cha rang as sa ri rang gu ha cha yang. Du là trường âm thông thường, rang là trường âm nhấn, ga là đoạn âm, mang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e là trường âm thông thường, cá chá là hai đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á xá là hai đoạn âm, ri là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4 ạ. Ye chi tăng sam ya mách sàn ti mốc khăn ti mà ya bàn tha nà. Ye là trường âm thông thường, chi là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mốc là trường âm nhấn, khăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Du rang ga mang e ka cha rang asari ri rang gu ha sa yang je chi tang sam ya mek san ti mok khan ti ma ra ban ban tha na. Chạy sống một mình không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trái buộc. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ có xin kệ. Đu đu răng gà măng e ca cha răng a sa ri răng gù ha sa yang đề chín tăng xăm giả minh san ti mộc khăn ti ma ra ban tha na đu răng gà măng e ca cha răng a sa di răng ngủ ha sa răng dạ con xin sám hối ạ. Giờ chi tin tăng giờ mệnh san tí mốc khăn tí ma giờ ban tha na. Dạ con đã đọc xong và phân tích xong và kệ xong. Con có sai mong ngài Trí Đức và đạo tràng chỉ cho con. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bót bài. Dạ con xin xuống mic ạ. Còn dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lệnh lễ sư Trí Đức, con kính lệnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính lễ đạo tràng và cảm ơn đạo tràng đã cho mình tôi biết là âm thanh rõ. Và bây giờ hôm nay con sẽ đọc và phân tích bài học hôm nay là câu số 37. Du rang ga mang e ka cha rang asari nang gu ha sa yang ye chit tang sam yamesanti mokkanti maravanthana durangamang ekacharang asarinang rang uhasayang ye chittang sam yamesanti mokkanti maravanthana. Dạ, con xin đọc lại.
Đu ranh ga măng e ca cha rằng Asari rằng Vu hà sa dằng về chích tăng sầm gia mê sành tí múc hình tí mà ra phành tha nà. Dạ con phân tích câu số 1 và câu số 2. Đu rằng ga măng e ca cha rằng Asari rằng vu hà sa dằng. Dạ câu số 1. Du là trường âm thông thường, ran là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, măng là trường âm động theo dòng nguyên âm, e là trường âm thông thường, cá chá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Câu số 2, á xá là hai đoạn âm, ri là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, vú là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Dê chích tăng sầm giá mê sành tí múc khành tí mà ra phành tha dạ tha nà. Dê, câu số 3, dê là trường âm thông thường, chích là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, mes là trường âm nhấn, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và con phân tích câu số 4, mốc khan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại. Du ranh ga măng e ca cha rằng Asari na rằng gu ha sa dằng Dê chích tăng Sam ya me san ti mok khan ti ma ra phan tha na. Du ranh ga măng e ca ra rằng Asari rằng gu ha sa dằng Dê chích tăng Sam ya me san ti mok khan ti ma ra phan ra bành tha nà. Dạ con xin kệ câu số 37. Du răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu ha sa yam về chín tăng sâm và mẹ sang ti mẫu khăn ti ma ra phần tha nam. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Đó là bản dịch chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc xong. Và con có sai, mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Và con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ từ xin mời bàn tay của Hồng Mai ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Đức Chư Tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 37. Du răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu hà sa dằng về chích tăng sam ya me sam ti mô khà ra bàn tha nà. Đù rằng ga măng ê ca cha rã sa hà sa dằn về chích tăng sàm gia mê sàm ti mốc khàn ti mà ra bàn tha nà. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đu răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu hà sa dằng. Đu là trường âm thông thường, răng trường âm nhấn, gá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e trường âm thông thường, cá chá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á xá hai đoạn âm, ri trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gú đoạn âm, ha trường âm thông thường, xá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đù răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu hà sa dằn. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Dê chích tăng sàm gia mê sàm ti mốc
khan ti ma ra bàn tha na. Dê trường âm thông thường, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san trường âm nhấn, giá đoạn âm, nes san hai trường âm nhấn, tý đoạn âm, mốc khan hai trường âm nhấn, tý đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, ban trường âm nhấn, thá đoạn âm, na trường âm thông thường. Dê chít tăng san gia mes san ti mốc khan ti ma ra bàn tha na. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 37. Đu răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu ha sa yang ye chit tăng sam ya me san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Đu răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu ha sa yang ye chit tăng sam ya me san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Dạ con xin đọc kệ. Đu răng ga măng cha rằng a sa ri lăng gu ha sa yang ye chit tăng sam ya me san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Du rang ga mang e ka cha rằng a sa ri lăng gu ha sa yang ye chit tăng sam ya me san ti một khan ti ma ra ban tha na. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai nhờ sư chỉ đức và bẩm sửa dùm. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe và dạ, xin xuống mic ạ. Xin mời Tina. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 37 ngày hôm nay ạ. Du ran ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang ye chit tang sam ya ma san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Du ran ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang ye chit tang sam ya me san ti khan ti ma ra ban tha na. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Du ran ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang. Du là trường âm thông thường, ran là trường âm nhấn, ga là đoạn âm, mang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e là trường âm thông thường, cá, chá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, xá là hai đoạn âm, ri là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gú là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Du ran ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang. Và câu số 3 và câu số 4. Ye chit tang sam ya me san ti mok khan ti ma ra pan tha na. Ye là trường âm thông thường, chit là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, mes san là hai trường âm, tí là đoạn âm, móc là trường âm nhấn, khan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, dê chít tăng sầm giá mét xanh tí móc khan tí mà ra bành tha na. Dạ con xin phép đọc lại ạ. Du ran ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang ye chit tang sam ya met san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc.
là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Durangamang ekacharang asarirang guhasayang yechitang samya mesanti mokhanti marabandhana. Durangang ekacharang asarirang guhasayang ye chit tang sam ya me santi mong khan ti ma ra ban tha na. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Hello. Dạ, con xin kính lễ ba ngôi tâm bảo, con xin kính lễ quý sư, xin kính chào quý cô tu nữ và xin kính chào các vị pháp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số, cho con kéo bài xuống, 37. Du rằng gam mang e ca cha rằng Asari rằng ha sai dầm về chiếc tầng sầm gia mê sầm ti mốc khăn ti mà ra bồng tha na. Con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Đù rằng gà măng e gà cha rằng Asari rằng ha sai dầm. Đù là trường âm thông thường, rằng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e là trường âm thông thường, cá rá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á xá hai đoạn âm, ri trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gú đoạn âm, ha trường âm thông thường, xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Du rồng ga măng e ca cha răng a sa ri răng hu ha sa văn. Câu 3 và câu 4. Về chít tăng sầm gia mê sầng ti mốc khăn ti mà ra bầm tha nà. Dê là trường âm thông thường, chít là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sầm là nhấn đoạn âm, mê là trường nhấn, sầng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mốc là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc nhấn, tí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, bam là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Dê chít tăng sầm gia mê sầng tí mốc khăn tí mà ra bằng tha na. Con xin đọc lại nguyên bài. Đu rằng gam măng e ca cha rằng a sa ri rằng hu ha sa dằng. Dê chít tăng sầm gia mê sầng tí mốc khăn tí mê ra bằng tha na. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Dạ, con có sai chỗ nào xin quý vị trong lớp sửa bài dùm cho con. Con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo, con kính đảnh lễ ngài chứ nó con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 37. Du rằng ga măng e ca cha rằng a sa ri rằng gu ha sa nhân ye chit tăng sam ya mes san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Con xin phân tích câu 1 và 2. Du rằng gấp măng e ca chất rằng a sa ri rằng cú hà sa dăng. Du trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
e trường âm thông thường, cá 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 hai đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á xá hai đoạn âm ri âm thông thường răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gú trường âm gú đoạn âm ha trường âm thông thường, xá đoạn âm dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đu răng gác măng e cát chá răng á xá ri răng gú ha xá dân. Dạ, con xin lỗi, hồi nãy con đọc lộn cái chữ cá và chá. Dê chít tăng xăm giáp mét xanh tí múc khăn tí mà ráp văn thát nà. Dê trường âm thông thường, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăm trường âm nhấn, giá đoạn âm mét xanh hai trường âm nhấn, tí đoạn âm múc khăn hai trường âm nhấn, tí đoạn âm ma trường âm thông thường, rá trường rá đoạn âm văn trường âm nhấn, thá đoạn âm na trường âm thông thường, dê chít tăng xăm giáp mét san tí mốt khan tí mà ráp ban thát na. Con đọc lại, tu răng gác măng e cát chát răng á sát ri răng gút hà sát dân, dê chít tăng sam yat mes san ti mok khan ti ma ra ban tha na. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát thoát khỏi ma trói buộc của hòa thượng Thích Minh Châu. Du rang ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang. Về chính tăng xâm và men san tí mốc khăn tí ma ra bán tha na. Đù răng ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu ha sa yăng. Về chính tăng xâm và men san tí mốc khăn tí ma ra bán tha na. Dạ, thưa con đã đọc xong, con đã sai hai chữ hồi nãy, con xin lỗi đạo tràng. Con kính tri ân quý sư quý ngài và quý đạo quý cô tư nữ. Con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 37. Đu răng ga măng ê ca cha răng a sa ri răng gu ha sa dăng, dê chít tăng sam yam mét san tí mok khan ti ma ra ban tha na. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Du rang ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang ye chi tang sam ya me san ti mo khan ti ma ra ban tha na. Du rang ga mang e ka cha rang a sa ri rang gu ha sa yang ye chi tang sam ya me san ti Mokhantima Rabandhana. Durangamang Ekacharang Asarirang Guhasayang Yechitang Sam Yamesanti Mokhantima Rabandhana. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ tuệ duyên tiếp theo.
Sa thú lành thay và kính tri ân đại đức. Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài trí đức, trang tự đức, kính chào đạo tràng. Và bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Pháp Cú số 37. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Đu rằng ga ma ca cha rằng a sa tri rằng gu ha sa yang ye chit tang san yak me san ti mok khan ti ma ra ban tha na du là trường âm thông thường, răng là trường âm nhấn, ga là đoạn âm, măng là trường âm giọng nguyên âm, ê là trường âm thông thường, cá chá hai đoạn âm, răng là trường âm giọng nguyên âm, á xá hai đoạn âm, ri trường âm thông thường, răng trường âm giọng nguyên âm, vú đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá xá xin lỗi xá đoạn âm, văn trường âm giọng nguyên âm, đoạn ba dê trường âm thông thường, chít trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, xăm trường âm nhấn, giá đoạn âm, mét trường âm nhấn, xanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, móc khan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ma âm thông thường âm nhấn đoạn âm, a trường âm thông thường. Đu răng gạt măng e cách răng sahari Asari rằng ngũ hà sát yang về chít tăng sam yam met san ti mok khan ti ma ra ban thát na đu rằng gam mang e cách chắc rằng rằng ngũ hà sát yang về chít tăng sam yam met san ti mok khan ti ma ra ban thát na đu răng ga măng lệ cha đu răng ga măng lệ ca cha răng a sa ri răng ngũ hà sa răng dê chi tăng năm và mệt san ti một khăn ti ma ra bàn tha năng đu răng ga măng lệ ca cha răng a sa ri răng ngũ hà sa răng dê chít tăng san sa mệt san ti một khăn ti ma ra ban tha năng chạy xa sống một mình không thân ẩn hang sâu ai đi được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Nhà phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà tự nhiên đã phân tích đọc và kể, nếu có sai xin đạo tràng ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Thì bây giờ tự nhiên xin mời vị kế tiếp. Dạ, tự nhiên xin xuống mít hả? Nam mô Bụt Thà Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng
Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn cô tu nữ tại viên Ca Nhật Quỳnh biết đường tích hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ tại viên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Ngài chưa có xuất hiện mà thấy có chiếc lá mùa xuân nè. Trần Phụng vừa vào đạo tràng và còn vị nào nữa chưa ôn bài kính mời bàn tay ạ? Dạ, bây giờ thì Nhật Hà mời chiếc lá mùa xuân ôn bài trước đi nha. Để một hồi là ngày mà cho tín hiệu là khóa sổ và mất quyền lợi đó. Rồi mời chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin kính lĩnh lễ. Sư Trí Đức, con xin lĩnh, con kính lĩnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 37. Du rằng ga măng e cát chá rằng asari nạc rằng cú hà sa dặn dê chít tăng xăm châm. Dê chít tăng sam yam me sam ti mok khan ti ma rap pan thana du ran ga mang e ka cha rang asa asari rang gu ha sa yang. Du là trường âm thông thường, rang trường âm nhấn, giá đoạn âm, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e trường âm thông thường, cá chá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á xá hai đoạn âm, ri trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gú đoạn âm, ha trường âm thông thường, xá đoạn âm, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dê trường âm thông thường, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam trường âm nhấn, giá đoạn âm, s trường âm nhấn, sằng trường âm nhấn, tí đoạn âm, móc trường âm nhấn, khăn trường âm nhấn, tí đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, đanh trường âm nhấn, thá đoạn âm, na trường âm thông thường. Mình xin đọc lại. Du rằng gam e ca cha rằng asari rằng cu hà sa dằng ye chít tằng sam yam me sam ti mok kham ti ma ra pan tha na du rằng gam e ca cha rằng asari rằng cu hà sa dằng ye chít tằng sam về chiết tăng sầm giá mê sầm tí mốc khẩn tí mà ra bành tha nà đù rành ga măng ê cá chá rằng ác xá rì rằng cú hà xá dần về chiết tăng sầm giá mê sầm tí mốc khẩn tí mà ra bành tha nà chạy xa sống một mình không thân ẩn hang sâu ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Dạ con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính chào quý cô chú thì toàn thể đạo tràng. Dạ cho con được đọc câu pháp cú số 17. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Du ranh gá măng e cá chá răng á xá rì răng hú hà xá dân dê chít tăng xanh sam yam mes sam ti mot khan ti marapan thana duran gamang e kacharang
Asari rằng u hà xá dần dê chích tăng sam giá mép sàn tí mất khăn tí mà ra bành tha nà. Dạ con xin văn tích. Đu trường âm thông thường, ranh trường âm nhắn, ghé đoạn âm măng đọc theo giọng nhân âm, ê trường âm thông thường, cá chá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nhân âm, á xá hai đoạn âm, ri trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nhân âm, hú đoạn âm, ha trường âm thông thường, xá đoạn âm, văn đọc theo giọng nhân âm, dê trường âm thông thường, chít trường âm ngắn, tăng đọc theo giọng ngân âm, sam trường âm nhắn, giá đoạn âm, mét trường âm nhắn, sam trường âm nhắn, tí đoạn âm, mốt trường âm nhắn, khăn trường âm nhắn, tí đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, ban trường âm nhắn, thá đoạn âm, na trường âm thông thường. Đu răng gáp măng e cá chá răng a xá ri răng gu hà xá răng dê chích tăng sam giá mẹ sam tí mút khăn tí ma ra ban thá na. Chạy xe sống một mình không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma rối buộc. Vậy đây là khổ thơ của nhà Phật Thích Minh Châu. Nhà Châu con xin được kể. Đu ranh ga măng e ca cha răng e a sa ri răng vô ha sa chân ye chi tăng sam ya men sam ti một khăn ti ma ra ban tha na. Đu ranh ga măng e ca sa cha răng a sa ri răng đu ha sa dân về chỉ tăng sâm và mệt sâm ti một khăn ti ma ra bàn tha na. Nhà con đã đọc nhà phân tích xong, nhà con có sai con xin kính xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Nhà con xin dâng biết lại và đạo tràng. Dạ sa thú kính cảm ơn xích cần tụng. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu và cảm ơn thiện hữu xích thông mai xích trần phụng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con chưa thấy bàn tay của ai, con cũng chưa thấy tín hiệu của ngài, con xin phép được trả bài câu pháp của kinh số 37. Đô rành ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu ha sa văn dễ chích tăng sam và mệt sam ti móc khan ti ma rắp ban thà na. Đô rành ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu ha sa văn dễ chích tăng sam và mệt sam ti móc khan ti ma rắp ban thà na. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đu trường âm thông thường, ranh trường âm nhấn, gá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê trường âm thông thường, cá chá hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á xá hai đoạn âm, ri trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rú đoạn âm, ha trường âm thông thường, xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đu ranh ga măng e ca cha răng a sa ri răng gu ha sa văn. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Dê trường âm thông thường, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam trường âm nhấn, giá đoạn âm, mét trường âm nhấn, sam trường âm nhấn, tí đoạn âm, mất hành hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, banh trường âm nhấn, thá đoạn âm, na trường âm thông thường. Dê chích tăng sam gia mét sam ti mất khanh ti ma rập banh thá năng. Đù rành ga măng e ca cha răng a sa rị răng cứ ha sa văn. Dê chích tăng sam gia mét sam ti mất khanh ti ma rập banh thá năng.
đồ rành ca mằng ê ca cha rằng a sa rì rằng cứ hà sa dằng về chích tăng xăm giám mát xanh tiệt mộc khanh tiệt ma rập banh thá na. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Và đây là bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con. Và con xin được kệ ạ. Đồ ganh ra măng, ê cả cha răng, à ra đi, à xa đi răng, gù hà xa dân. Dạy chích tăng xăm, và mệt xanh ti, mập khăn ti ma, ra bệnh tha na. Đồ ranh ga măng, ê ca cha răng, a sa ri răng, gù ha sa dân. Dạy chích tăng xăm, và mệt xanh ti, mập khăn ti ma, ra bệnh tha na. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con không thấy bàn tay của vị nào nữa. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng. Và Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn tâm hạnh rất nhiều đã vớt bài cho đạo tràng được đọc ạ. Dạ, Nam mô Bích Thai giá. Dạ, Ngài trở lại trước mái chưa bạch Ngài, Ngài cho con một tín hiệu ạ. Dạ, sa thú lành thai và con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Sa thú hôm nay tới 16 người đọc luôn. Quá hay ha. Có đại đức Tuệ Đức tham gia rất là hoan hỷ. Rồi sư Trần Phụng đọc kinh đọc kệ mà có tiếng gà mà nó hòa âm vô trong đó nghe sao hay hơn mấy vị khác. Sư Xu Khá Đúc Khá mỗi lần đọc thì có mấy anh cẩu mấy anh cún đó, anh cũng hòa âm. Sư Trần Phụng thì có mấy con gà cũng vui vui. Còn sư Dung Nguyễn lâu quá không thấy ha. Chứ chung nữa thì có mấy con chim cũng vui vui. Đây, hoan hỷ trên tinh thần học hỏi thì ở đây có ba các đọc, tức là chúng ta tham gia trên cái tinh thần đọc Bali không cũng được, đọc kệ cũng được, và người nào mới tham gia có thể đọc tiếng Việt cũng được. Ở đây cái sự học hỏi của chúng ta là do tinh thần tự nguyện ha, không bắt buộc. Quý vị có thể phân tích trường âm đoạn âm, rồi quý vị không muốn đọc dụng kinh thì đọc dụng kệ. Còn quý vị mà không muốn dụng kinh dụng kệ đọc tiếng Việt, cái này không ai cấm nghe, miễn sao thế nó tinh thần học tập thì quý vị tham gia là chúng tôi hoan hỷ. Mà hôm nay trên 16 vị là thấy là số lượng là cũng thành công. Nhưng mà thấy quý vị giỏi, trường âm, đoạn âm, phân tích chuẩn. Có khi quý vị đọc giống như Sĩ Hà, quý vị đọc sai nhưng mà rồi phân tích là chính xác. Đó là điều đặc biệt nhé. Khi quý vị phân tích trường âm, đoạn âm thì ví dụ Sĩ Hà phân tích rất là chuẩn, nhưng mà đọc thì nhiều khi mình theo quán tính. Nhưng mà không sao, cái quan trọng là quý vị phân tích chính xác, đọc quý vị biết đúng biết sai, đó là điều thành công rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vấn ha. Tại sao khi mà đọc tiếng Việt những cái câu này chúng ta nghe cũng hơi kỳ kỳ ha? Ví dụ không thân ẩn hang sâu, không thân ẩn hang sâu, chúng ta nghe tiếng Việt nó cũng khó nghe. Nhưng mà quý vị nhớ những câu Phật ngôn này là Đức Phật nói cho cá nhân của một vị nào đó
chứ không phải nói cho chúng ta, mà nói cho cái người nào đó, cái đối tượng đó họ nghe họ hiểu, còn mình nghe mình không hiểu. À, không thân ẩn hang sâu, ở trong hang mà có cái gì ẩn chứ, bây giờ không có thân mà ẩn cái gì hả? Hoặc là chạy xa sống một mình, bộ sợ Covid hay sao mà chạy đâu mà sống một mình hả? Hay là thấy bây giờ tập trung dễ bị lây nhiễm thôi, chạy vô rừng sống mình à? Nếu mình hiểu như thế này thì cũng không được. Rồi bây giờ chúng ta hiểu ý nghĩa của từng từ ha, để rồi chúng ta có thể đi vào duyên sự, chúng ta hiểu tại sao câu Phật ngôn này kỳ quá. Nhiều khi đọc tiếng Việt nghe cũng không hiểu nữa. Đu răng gam mần e cá chắc rằng, đu răng gam mần e cá chắc rằng. Câu đầu tiên có hai từ ha. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Đu răng gam mần do hai từ, do cái từ đu răng cộng với gam mần. Chữ đu răng đây là một tính từ, có nghĩa là xa gần. Thì ở đây đu răng là xa, đu răng là xa. Còn chữ gam măng, gam măng là do cái tính từ gamma, gamma và cái động từ của nó tức là gacchati ha, là đi. Thì chữ gamma ở đây, gam măng ở đây có nghĩa là sự di chuyển, cuộc hành trình, cuộc đi. Và chữ gamma này được dơ theo đối cách số ít đối tỷ gia quỳ pháp thi e các quá trình á, cho nên gamma biến thành gam măng. Và chữ đu răng m có dấu chấm được dính liền với chữ gam măng thì m có dấu chấm biến mất và xuất hiện chữ n có dấu chấm. Đây là một trường hợp Lobo và Sanh Thi. Chỗ này mỗi chỗ mỗi khác nghe xí kim, chứ không phải là khi mà nối và ráp chữ thì phải theo một cái quy luật. Thì ở đây cái cách mà nối và ráp chữ mỗi chỗ mỗi khác. Tại vì đu răng cộng với gam măng thì nó m có dấu chấm nó biến mất và nó xuất hiện chữ n có dấu chấm. Đu răng gam măng có nghĩa là có sự di chuyển, cuộc đi dài, một chuyến đi xa xôi, một cuộc lữ hành. Rồi bây giờ qua từ thứ hai, e cách chắc rằng. E cách chắc rằng cũng do hai từ cộng lại, e cách và chắc rằng. E cách nó là một tính từ, có nghĩa là cô độc một mình. E cá là cô độc một mình. Và chữ cha răng do cái từ cha rá. Cha rá đây là một tính từ và động từ của nó là cha rá tí. Cha rá tí là đi bộ. Vậy thì cha rá ở đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quỳ pháp thi e các quá trình á, cho nên cha rá biến thành cha răng. Cha răng là cuộc hành trình hay là cuộc sống. Và có chữ e cá phía trước, e cá cho rằng là độc hành hay là đi một mình hoặc là sống một mình. E cá cho rằng là độc hành, sống một mình, đi một mình. Rồi câu số 2, Asari rằng gu hà say dần, Asari rằng gu hà say dần, Asari rằng. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Rồi Sari rằng, Sari rằng do cái từ Sari ra, Sari ra là một danh từ trung tính. Akran tanapum sakalinga, Sari ra có nghĩa là thân xác, xác thân hay là thân xác.
và Sari đó được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp thi ca quá trình á. À, cho nên Sari đó biến thành Sari rằng. Sari rằng có tiếp đầu ngữ á ở phía trước. Á Sari rằng là không có thân xác. Á Sari rằng là không có thân xác. Rồi, cái từ này u hà sa dần, cái từ u hà sa dần, chữ u hà nó là một danh từ trung tính. À cần ta nó cùng sát cả linh gá, u hà là cái hang, hang động á, u hà là hang động. Rồi a sa dần, a sa dần do cái từ a sa giá, a sa giá nó là một danh từ nam tính, a kran tap phun linh gá. Và a sa giá được chia theo đối cách số ít đu tỳ giá quy pháp thi e câu quách chánh á, cho nên a sa giá biến thành a sa dần. A sa dần là việc nằm, chỗ ở, bởi vì động từ của nó tức là sa gia tí là nằm. Vậy thì ở đây u hà sa dần có nghĩa là có chủ trú ẩn, có chủ trú ẩn là hang sâu, có chủ trú ẩn là hang sâu, là hang động. Mà cái chỗ trú ẩn là hang sâu đây ám chỉ về cái gì? Cái gì nó trú ẩn ở hang sâu? Đó chính là trái tim. Trái tim nó trú ẩn ở hang sâu. Vậy thì có một câu hai ha. Du răng cá mần e cá cha răng át xa ri răng vũ hà xa dần. Tâm có sự di chuyển đến nơi xa xôi, độc hành, không có thân xác. Tâm có sự di chuyển đến nơi xa xôi, độc hành, không có thân xác. Như vậy thì cái câu này chúng ta ám chỉ về cái danh và cái sắc. Cái danh và cái sắc. Nhưng mà chữ tâm á thì nó nằm câu số 3, chứ không phải là câu số 1, câu số 2. Rồi câu số 3 nói về cái tâm này. Ye chích tăng ye chích tăng xâm giá mấy sanh tí, ye chích tăng xâm giá mấy sanh tí. Chữ dê, dê là một đại từ quan hệ nam tính do đại từ giá. Dê là số nhiều ha, dê là số nhiều, hoặc là vô cũng là số nhiều, còn số ít là xô, xa, xa, xô, xa là số ít. Còn dê là một loại từ quan hệ nam tính số nhiều. Dê là những ai, những người nào, những ai, những người nào. Chích tăng là tâm ha. Chúng ta đã học những bài kết tâm, chích tăng. Xâm giám mấy sanh tí, xâm giá mấy sanh tí, cái động từ này chúng ta thấy tiếp đầu ngữ sanh nè là nói lên ý nghĩa hoàn toàn cùng nè. Rồi cái căn ngữ dâm có nghĩa là sự thu thúc phòng hộ. Rồi cái động từ ít sanh tí, động từ ít sanh tí là thu thúc, thu thúc. Vậy thì xâm giá mấy sành tí, xâm giá mấy sành tí có nghĩa là sự thu thúc
À, đó là một động từ số nhiều ha. Sẽ thu thúc, sẽ điều phục. Sẽ thu thúc, sẽ điều phục. Rồi, câu cuối cùng. Mốt khanh thí ma ra phần tha nà. Mốt khanh thí ma ra phần tha nà. À, căn ngữ dâm. Căn ngữ dâm. Dâm tức là sự thu thúc đó. Rồi, ít xanh tí. Rồi thì Thích Nhật Quỳnh viết ngắn gọn đi. À, chứ nếu mà đi ra chi tiết chỗ này thì nó hơi dài dòng một chút ha. Còn ngữ dâm là thu thúc ít sanh tí, chứ không phải là ít sanh tí như trong ngày đầu. Chỉ ít sanh tí, cái động từ đó là điều phục, thu thúc, khắc chế. Rồi, câu cuối cùng. Mốt khanh tí ma ra banh tha nà. Chữ mốt khanh tí, đây là một cái động từ số nhiều. À, nói lên cái vấn đề thoát khỏi, giải phóng. À, sẽ thoát khỏi, sẽ được giải phóng. Mốt khanh tí. Rồi, ma ra bằng thá nà. Ma ra, nó là một danh từ nam tính ha. A ran ta phung linh ga. Ma ra có nghĩa là ma vương. Rồi, bằng thá nà, do cái từ bằng thá nà. Bằng thá nà, nó là một danh từ trung tính. A ran ta phung sát cả linh ga. Và banh thân á được chia theo xuất xứ cách. Xuất xứ cách là số ít. Tức là banh châm mí quy phát tí ê ca quá trình á. Cho nên banh thân á biến thành banh thân na. Banh thân na có nghĩa là sự trói buộc, sự cột chặt. Banh thân na sự trói buộc, sự cột chặt. Mà cột chặt trói buộc do ai? Ma ra bằng thá nà. Từ sự trói buộc của ma vương. Từ sự trói buộc của ma vương. Vậy thì dê chít tăng sầm giá mết sành thí mốt thanh thí ma ra bằng thá nà. Những ai sẽ thu thúc. À, những ai tâm sẽ thu thúc thì được thoát khỏi sự trói buộc của ma vương. À, câu 3, câu 4 ha. Những ai sẽ thu thúc tâm thì sẽ được thoát khỏi sự trói buộc của ma vương. Câu Phật ngôn 37 cho chúng ta ý nghĩa. Tâm có sự di chuyển đến nơi xa xôi, độc hành, không có thân xác, có chủ trú ẩn là hang sâu, trái tim. Những ai sẽ thu thúc tâm thì sẽ được thoát khỏi sự trói buộc của ma vương. Chứ của ma vương mà đây thành ra cũ ma vương à. Những ai thu thúc tâm sẽ được thoát khỏi cũ ma vương. À, ma vương có cũ nữa trời ơi. Rồi, xin lặp lại. Tâm có sự di chuyển đến nơi xa xôi, độc hành, không có thân xác, có chủ trú ẩn là hang sâu, trái tim. Những ai sẽ thu thúc tâm thì sẽ được thoát khỏi sự trói buộc của ma vương. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này. Xa xôi diệu vợi lữ trình, đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu. Điều tâm hạnh phúc cơ màu,
vui sao thoát khỏi ma đầu sáu tai. Là phải ha. Xa xôi dù gọi lữ trình, đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu. Điều tâm hạnh phúc cơ màu, vui sao thoát khỏi ma đầu sáu tai. Ở chỗ này câu số 2, đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu. Hang sâu ở đây nói lên cái vấn đề cái trú xứ ẩn mật của thức. Trú xứ ẩn mật của thức. Và thoát khỏi ma đầu sáu tay, nói về Ma Vương thì ở đây ám chỉ về lục trần ha. Lục căn, mà khi tiếp xúc với lục trần thì nó sinh sự, nó trói buộc chúng ta. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu. Ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu. Ai điều phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Thì ở đây ẩn hang sâu, Ngài Hòa Thượng Minh Châu ám chỉ rằng cái trú xứ này của thức, cái trú xứ này của thức, lục căn tiếp xúc với lục trần thì lục thức nó xuất hiện, tức là mắt thấy sắc ha, nhãn căn tiếp xúc với sắc bên ngoài ha, rồi cái thức nó xuất hiện, nhãn thức nó xuất hiện, thì ở đây trú xứ của thức gọi là ẩn hang sâu, hay là nói về cái danh chứ không phải là cái sắc ha. Rồi ma trói buộc ở đây có nghĩa là tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đây là cảnh giới của Ma Vương, nó chinh phục và ngự trị. Khi mà chúng ta bị tham, bị sân, bị si thì nó đưa chúng ta vào trong tam giới này và không có lối thoát. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe về tử quân ha, nghe về duyên sự. Câu Phật ngôn 37, và câu Phật ngôn 37 này ám chỉ đến một cái vị tỳ khưu tên rất là dài, viết này gia sằng kha rắc thị tá. Và ghi này gia sân kha rắc thị ta. Chữ sân kha rắc thị ta, sân kha là ta, rắc thị ta là hộ ha. Thì sân kha rắc thị ta gọi là hộ tăng. Nhưng mà pha ghi này gia có nghĩa là cháu. Cháu gọi là cháu hộ tăng hay là hộ tăng cháu, nghe kỳ quá ha. Thôi để nguyên cái tên Bali đi. Bây giờ quý vị viết ha, pha ghi này giá sân khá rắc thị tá. Đúng rồi, cái chính liền vô pha ghi này giá sân khá rắc thị tá là cái tên của cái vị tỳ khưu này. Pha ghi này giá sân khá rắc thị tá. Rồi xà thủ xà thủ. Quý vị cứ nhớ rằng chữ pha ghi này giá tức là cháu kêu bằng cậu á, cháu kêu bằng cậu, hay là cháu kêu bằng bác, gọi là điệt. Và cái này giá là cháu. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên á, thì Đức Phật đề cập đến cái vị tỳ khưu pha ghi này giá sân khá rất thị xá ở trong thành Sa-va-thi, tức là lần xa vệ. Có một cậu con tử sau khi nghe pháp của Đức Phật rồi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia thọ phụ tục giới, và có pháp danh là Sân Kha Rắc Thị Tá. Cái tên là Sân Kha Rắc Thị Tá tức là cái phần sau á, còn cái chữ cháu là thêm vô sau này ha. Pháp danh của vị này là Sân Kha Rắc Thị Tá, tức là hộ tăng ha. Rắc Thị Tá là phòng hộ, Sân Kha là tăng ha. Sân Kha Rắc Thị Tá
Rồi cái vị này đã chứng được quả vị A-la-hán sau vài ngày thực hành sa môn pháp, mà do cái đề mục là Đức Phật trao truyền các vị Sankhārakkhita. Người em út của ngài Sankhārakkhita khi mà có một con trai mới lấy pháp danh của ngài đặt cho con của mình, kèm thêm cái chữ pha dưới này giá, tức là cháu của ngài Sankhārakkhita, tức là người em của ngài Sankhārakkhita cũng có đứa con đi tu, rồi lấy tên của người anh mình á đặt cho cháu, rồi thêm vô chữ pha dưới này giá, cho nên có một cái tên nó dài lòng thòng vậy. Còn Sankhārakkhita là coi như là bác của cái vị này ha. Khi mà đến tuổi trưởng thành, pha ghi này gia sân khá rắc thịt á, xuất gia sa di với sư bá, tức là tu với bác của mình. Nhưng mà sau khi thọ trụ tục giới, vị tỳ kheo này đi nhập hạ ở một ngôi chùa ở vùng quê. Sau khi mãn mùa an cư, đại đức pha ghi này gia sân khá rắc thịt á được chia hai cái y tâm mưa. Một lá thì nó dài coi như bảy hắc, hắc tay á, hắc tay tức là tính từ cái cùi chỏ mà ra cái ngón tay, gọi là từ cùi chỏ mà ra cái ngón tay đó là một hắc, mà ở đây thì cái y tâm mưa này nó dài bảy hắc, và một cái y tâm mưa khác nữa thì nó dài tám hắc tay. Thì đại đức pha ghi này giá Sankhārakkhita mới nguyện như thế này: cái lá y mà tám hắc tay á, ta sẽ dâng cho thầy tế độ, còn lá y mà bảy hắc tay á, thì chúng ta giữ để mà sử dụng cá nhân. Rồi sau khi mãn cái mùa ăn cư, thì kêu pha ghi này giá Sankhārakkhita vừa thăm sư bá, vừa đi vừa khất thực tự túc, đi bộ lần hồi về đến tịnh xá của sư bá ha. Nhằm lúc ngài đi vắng thì vị tỳ kheo pha ghi này giá Sankhārakkhita đi vào tịnh xá, quét dọn trang phòng nơi ngủ của vị sư bác, múc sẵn nước rửa chân, trải sẵn quà cũ, rồi ngồi nghỉ chờ sư bác về. Khi thấy sư bác của mình về đến nơi thì pha ghi này giá Sankhārakkhita đi ra rước bình bát, thỉnh ngài vào ngồi, rồi lấy quạt hầu cho sư bác, dâng nước uống, rồi rửa chân cho sư bác, xong rồi mới lấy cái y tâm mưa đem đến đặt dưới chân của ngài. Bạch ngài, xin ngài hãy thọ lãnh cái y này. Nói rồi, vị tỳ kheo pha ghi này giá Sankhārakkhita đứng dậy quạt hầu cho sư bác của mình. Trong khi đó thì vị sư bác Sankhārakkhita mới nói rằng: này pha ghi này giá Sankhārakkhita, y của sư bá có đầy đủ rồi, con hãy giữ lấy y này mà dùng xài đi. Bạch ngài, từ khi mà phát sanh lên cái y này, con đã nguyện là để dành cúng cho ngài, xin ngài hãy thọ dụng. Này cháu, con hãy giữ lại mà dùng đi, sư bá có đủ y rồi. Bạch ngài, xin ngài đừng có từ chối, xin ngài từ bi thọ dụng cho con được nhiều phước báo. Mặc dù tỳ kheo bác như bác Sankhārakkhita từ chối, nhưng mà người cháu
Và cái này á, khấn khoản yêu cầu nhiều lượt, nhưng mà rồi vị sư bá sanh kha rất kỳ á không có nhận lãnh gì, từ chối thẳng thừng luôn. Và khi bị từ chối như vậy thì tỳ khưu cáo á, tức là pha giới này á, sanh kha rất kỳ á không có nảy nữa, nhưng mà vẫn làm thinh đứng hoạt hầu cho sư bá. Nhưng mà trong tâm của vị tỳ khưu trẻ này mới nghĩ rằng khi mà còn tại gia, mình là cháu của ngài, ngài là sư bác của mình, nhưng mà khi xuất gia rồi mình là đệ tử của ngài, thế mà ngài không có thọ lãnh cái bậc mà mình dân cũng, ngài đã không có tưởng đến cái tình bác cháu thầy trò, thì mình còn ở đây tu với ngài làm cái gì nữa, thôi hoàn tục cho nó khỏe. Mà nghĩ đến đây thì khôi tha ghế này giá sằng kha rất thị tá mới nghĩ cái đời sống tại gia cũng khó khăn lắm, nếu mà ta hoàn tục rồi ta sẽ làm gì để sinh sống đây. Rồi nhớ đến hai cái lai vị thì khôi sằng kha rất thị tá cháu này mới phát họa ra một cái chương trình thế này: mình sẽ đem cái lá y 8 hectare này bán lấy tiền, rồi mua một con dê cái. Con dê cái thì mau sinh con lắm, thì nó đẻ ra bao nhiêu thì ta bán hết bấy nhiêu, góp nhóp tiền bạc cho khá nhiều. Rồi mình sẽ cứu vợ, vợ mình sẽ sinh cho mình đứa con trai kháu khỉnh, và khi đó mình sẽ lấy cái tên bác mình đặt tên cho con, là để nó vào trong một cái cổ xe nhỏ, rồi mình đưa cả vợ con đến chào bác mình. Nhưng mà khi đi giữa đường, mình bảo với vợ mình rằng: em chào con qua cho anh bế. Vợ mình bảo: anh nắm con để mà làm gì, anh hãy đẩy cổ xe đi. Rồi vợ mình bé sóc đứa con lên và nói: để em ẵm nó. Nhưng mà vợ mình bồng con không quen, buồn nó té xuống dưới đường, bên xe lăn qua cán ngang mình của đứa bé. Mình mới mắng vợ: con tao mà mày không bao giờ chịu trao cho tao, để mẹ một mình không nổi vậy đó hả? Đồ cái đàn bà hư đốn, nó không biết nghe. Khi mà mắng nó như vậy xong, mình mới xách cái cây đập lên lưng của vợ mình. Nghĩ miên man đến đó, thì khâu pha ghế này gia sân khá rất thị ta quên hắn là mình đang đứng hầu quạt cho sư bá, cho nên cầm cái cây quạt đánh lên đầu ngài sân khá rất thị ta. Ngài là một vị A-la-hán, cho nên ngài dùng tha tâm thông quán xem tại sao cái thằng cháu mà nó đánh lên đầu như thế này. Và khi biết rõ nguyên nhân thì ngài sân khá rất thị ta mới nói là: này cháu, ông đánh phụ nữ không được thì thôi, chứ ông dê bằng tăng đâu có cái gì mà ông phải đánh đầu bằng tăng. Thì khâu pha cái này giác sang khá rất là quán hút, chứ cha rồi, sư bác của mình có tha thông thông, biết rõ mình đang nghĩ gì, vậy thì ta còn mặc cái y làm cái gì nữa, quê quá. Nghĩ như vậy rồi thì tỳ khưu pha cái này giá sanh kha rất kỳ tá quăng cây quạt xuống đất rồi bỏ chạy. Khi mà tỳ khưu pha cái này giá sanh kha rất kỳ tá bỏ chạy thì bị các vị tỳ khưu, các vị sa di trẻ đuổi theo bắt lại, dẫn đến trước Đức Phật và thấy Chư Tăng đông dẫn vị tỳ khưu này đến. Đức Phật mới phán hỏi: này các tỳ khưu, các ông đến đây có việc gì cần hiểu? Các ông ông quý bắt được vị tỳ khưu này phải không?
Dạ thưa văn bạch Đức Thế Tôn, ông sư này ông bất mãn bỏ chạy, cho nên chúng con bắt lại dẫn đến để ngài liệu định. Này thì cơ Duy Tăng nói như vậy có đúng không? Bạch ngài đúng vậy. Này thì cơ ông làm như vậy có lợi ích gì? Khi ra tội lỗi nặng nề thì có, ông có biết rằng đứa con trai của một vị Phật tinh tấn là như thế nào, xuất gia trong giáo pháp của một vị Phật như Như Lai, ông đã không khiến được mọi người nhắc nhở đến ông với một cái thánh quả nào, một bậc Tu Đà Hoàn hoặc là bậc Tứ Đà Hàm, A La Hàm hay A La Hán ư? Tại sao mà ông lại tạo một cái nghiệp nặng nề như vậy? Bạch ngài, vì con bất mãn. Tại sao mà ông lại bất mãn? Thì kêu pha ghi này giá sằng khá là thị tá, đem hết mọi sự việc trình lên Đức Phật. Từ lúc mà mình an cư nhập hạ, sau khi ra hạ được hai cái y tâm mưa, cho đến khi mà có như hậu quả của vị sư bác của mình, rồi dùng cái quạt đánh lên đầu sư bác của mình, thuộc hết mọi sự việc. Thì kêu pha ghi này giá sần khá ra thị tá bạch rằng, bạch ngài, vì lẽ đó mà con phải bỏ chạy. Thì ra Đức Phật mới dạy rằng, lại đây, lại đây. Này thì kêu đừng có lo vớ vẩn linh tinh. Cái tâm phàm thì nó hay chạy theo trần cảnh mà nó vừa lòng, dầu cho xa tới mấy cũng vậy. Vậy thì phải ráng tinh tấn thoát khỏi cái ràng buộc của tham, của sân, của si. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 37 này trong trong Facebook á, Sĩ Thi Lâm hay là Sĩ Hồng Nhật gì á, đưa lên cái số 27 trong phải 37 nha, nếu có gì thì sửa lại. Chứ câu 27 nó khác, còn đây chúng ta đương học câu 37 ha. Sĩ Thi Lâm hay Sĩ Hồng Nhật cho anh chỉnh lại nha. Câu 37 ạ. Đù rằng ga mận ê ca cha rằng a sắc riêng gu hà sa dần về chít tầng sầm giam mấy sành thi mô khành thi mà rắp bành tha nà. Chạy xa sông một mình, không thân ẩn hàng sầu, ai điều phục được tâm thoát khỏi mà trái buộc. Thì như vậy trong cái câu Phật ngôn này chúng ta thấy cái vị tỳ khưu cháu này chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn khi mà nghe câu Phật ngôn này, bởi vì cái tâm của vị này suy nghĩ mong lung, bị cái người bác đó không nhận lấy thì tư tưởng là vẫn vơ, nghĩ rằng không còn thương cái tình máu mủ ruột thịt nữa. Ở ngoài đời thì cháu vô tu thì ngài là thầy của mình, tế độ cho mình xuất gia, mà bây giờ được một món quà mình tôn kính ngài, đem dâng ngài mà ngài không nhận, năn nỉ nhiều lượt ngài cũng không nhận, cho nên cái tâm bất mãn nói như vậy. Mình sống với cái tình máu mủ họ hàng, một giọt máu đào hớn ao nước lã, vậy mà được một cái phần quà thế này để thể hiện cái sự tôn kính, yêu thương, nhưng mà vị sư bác này lại từ chối thẳng thừng. Chính vì từ chối như vậy cho nên tâm mới nghĩ ra cái vấn đề, thôi không thương thì thôi, ở gần làm cái gì cho khổ hoàn tục. Mà hoàn tục thì cái đời sống của cư sĩ khó khăn. Thôi bây giờ hai cái y tấm mưa này, hai cái sắp vải này bán để kiếm kế mà sinh sống. Bán để làm gì? Mua một con dê, bởi vì dê thì nó sinh sản lẹ lắm. Rồi mua con dê cái ha, rồi nuôi thời gian nó đẻ ra, rồi mình bán, đẻ ra rồi bán, rồi sẵn cái tiền mà bán dê đó.
cưới mà vợ, cưới vợ thì có con, có con rồi đem về trình diện cho sư bá ha. Đứa con trai khâu khỉnh trên con đường đi về, người vợ bụng về ấm con, làm sao mà nó rớt xuống ở dưới đường để rồi xe nó cán ngang qua, tức qua mới dùng cái cây gậy để mà đập bây giờ. Ai ngờ đập trúng đầu sư bá, ha, sư bá của mình. Chúng ta thấy tâm viên ý mãn ha. Cái sự việc trước mắt của chúng ta là hầu bị sư bá, nhưng mà rồi cái tâm nghĩ bậy rồi đập luôn cả sư bá. Cái sự việc đó thì chúng ta thấy khi thất niệm thì hay xảy ra những cái sự kiện như vậy. Cho nên ở đây cái duyên sự này nói là cái gì? Một lá y choàng chưa bán ra mà người sư cháu tính non già, mua dê để giống gom tiền bạc, cưới vợ sinh con biến bát nhà hoạt đó, nhưng quên thầy tế độ, gậy đây lại nhớ bằng quần thoa, tính rồi mới biết tâm đi lạc, đắc quả nhờ nghe pháp Phật Đà. Alo, câu chuyện này là một câu chuyện để chúng ta hướng về hiện tại. Chúng ta đang làm gì thì phải biết rằng trong giây phút này tuệ quán chính là đây. Chứ đừng có nghĩ về tương lai, đừng có mơ về quá khứ. Tương lai thì chưa đến, quá khứ thì đã đoạn tận. Chỉ có bây giờ chúng ta đang làm gì. Và chúng ta có một cái câu, có một cái câu, một cái bài thơ mà của một nhà văn gọi là Phùng Quán. Ý nghĩa của bài thơ đó có nghĩa là lời mẹ dặn, người mẹ dặn người con, cũng như là một sự nhắn nhủ. Chúng tôi đọc bài thơ này để một đoạn thôi chứ không phải là nguyên bài. Bài này rất là dài nhưng mà trích ra một đoạn nói lên ý nghĩa như thế này. Mẹ ơi, chân thật là gì? Mẹ tôi hôn lên đôi mắt. Con ơi, lòng một người chân thật, thấy vui muốn cười cứ cười, thấy buồn muốn khóc cứ khóc, yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét, dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Vậy thì ý nghĩa bài thơ này như thế nào? Có sao nó vậy á? Trời ơi, biết hết trơn rồi. Sự trần phùng hay ha. Nói lên sự chân thật, sống với hiện tại, sống với hiện tại. Thấy vui muốn cười thì cứ cười, thấy buồn muốn khóc thì cứ khóc. Dù ai bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét, dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Quý vị thấy Satchaparami, Satchaupaparami, Satchaparamattaparami, cái sự chân thật, cái sự chân thật. Dù cầm dao nói là dọa giết, nhưng mà mình cái sự thật mình nói, sống với tất cả tâm lòng. Cho nên sống trong cuộc sống phải có một tâm lòng để làm gì? Để gió cuốn đi. Chúng ta phải trải lòng ra như vậy, sống thật với pháp thì chúng ta sẽ hưởng được hương vị của pháp. Mà chúng ta sống với bản ngã của mình để cho tham sân si chi phối, với những cái thất niệm, với những vọng niệm, thì thấy khổ đấy không? Đâu có một vị A La Hán mình cầm cái quạt mình đập trên đầu của một vị A La Hán như vậy thì con đường tiến hóa làm sao
mà phát triển được. Nếu mà không gặp Đức Phật thì chắc chắn là cái vị này cầm cái quạt mà đập lên đầu một vị A-la-hán thì chắc chắn rằng sẽ đi xuống chứ không thể đi lên nổi. Rồi bây giờ còn những giây phút còn lại, đây là một cái bài học để cho chúng ta thấy rằng hãy nhìn vào thực tế chứ đừng có mơ mộng viễn vông. Chúng ta nhìn vào thực tế để rồi chúng ta thấy được cái gì, chúng ta còn thở hạnh phúc. Có những người bây giờ không có không khí để mà thở. Quý vị thấy cả một bầu trời bao la ha, cả một cái không gian rộng lớn, thế mà họ không có hơi thở để họ thở. Còn chúng ta thở biết ngắn biết dài, đó là hạnh phúc. Những cái bịch ni lông không đủ không khí cho người ta thở thì quý vị nghĩ sao? Cho nên đừng có đứng nơi này trong nơi kia, chúng ta hãy hạnh phúc trong hiện tại, hãy hạnh phúc trong hiện tại. Huynh Châu, ngài Tịnh Đức về bên Houston vô ở cái chỗ mà lúc trước cái cốc bị cháy á, huynh đến thăm ngài đi, bởi vì ngài bây giờ sức khỏe cũng yếu rồi. Ngài đi vào ở trong rừng đó thì chắc có cũng có một cái duyên sự gì đó, huynh ở gần đó thì đến thăm ngài một chút ha. Rồi ngài rất là mến huynh đó, nói chuyện với ngài, ngài hay đề cập đến huynh nhiều lắm. Rồi thôi, buổi sinh hoạt của chúng ta nói lại ha. Ngài Tịnh Đức ngày hôm nay về ở bên Houston, vô trong cái rừng mà cái lúc trước mà chỗ đó cái cốc bị cháy á, trong đó mấy trăm mẫu mà, thì bây giờ ngài có sức, ngài cũng yếu rồi, ngài cũng muốn kiếm một cái nơi an tĩnh. Và ngài đi lên đó thì huynh buồn buồn tới thăm ngài đi, tâm sự với ngài, và nếu được thì thỉnh ngài ở lại trong cái rừng đó để coi cái đời sống, cái sự thanh vắng đó làm cho ngài khỏe lại, chứ sức khỏe ngài lúc này yếu. Ở chùa thì công việc tùm lum tà la, nó chi phối nhiều lắm, mà ý của ngài mà muốn kiếm một cái chỗ thanh vắng với cái tuổi già sức yếu, mà trong những cái giây phút đó thì hạnh phúc lắm. Nếu quên ở gần thì tới thăm viếng ngài rồi khích lệ, rồi có gì đó ngài ở luôn đó cũng tốt. Câu hỏi ai có lấy xe thì con sẽ đi. Huynh có thể nhờ người trong gia đình ha, huynh có thể liên lạc với ngài, huynh có thể liên lạc với ngài, bởi vì ngài đi với một thị giả hoặc là một hai người Phật tử gì đó, huynh liên lạc với ngài đi ha. Rồi sa tu, buổi sinh hoạt của chúng ta xin kết thúc ở đây ha. Hôm nay bài học này tức là có sao nói vậy á, nên là chúng ta đương sinh hoạt về câu chuyện hai bác cháu ha, nhưng mà một cái cũng chính là ở bên chùa Đạo Quang có báo cho chúng tôi biết là ngài coi như sức khỏe yếu, và gặp huynh Châu Phan đến thì coi như cũng luôn tiện báo luôn ha. Ở đây có nghĩa là có sao nói vậy ha. Thì trên tinh thần học hỏi với câu Phật ngôn này là một bài học để chúng ta sống trong hiện tại ha. Chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta tạo được nhiều cái phước duyên để cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Ete na sacca vacce na sottivo pho tu sabbada. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.